cầu. Bên đây cha tải lúc nãy là thành phố Bình Dương, thành phố Bình Dương thủ dầu một là bến Bạch Đằng của Bình Dương. Đây là trạm thu phí Tân Phú Cường, trạm thu phí cầu Phú Cường. Đó, qua đây ta sẽ qua đây, và đây là thu phí ở đây là 10.000 đây. Đó, 10.000 giờ là tiến thẳng đi đến quốc lộ 13, đấy, nghe quốc lộ 13 ở đây là có một cái đường nhánh, một đường rẽ nhánh là đi để đi tắt khỏi phải đi thẳng tới tới ngay cái chỗ Bình Dương kia, nên đường này đi rất là thoáng. Nên là đa số nếu mà đi về cái hướng Mỹ Phước á, đường quốc lộ 1A là người ta hay đi cái chỗ đường này. Đây mình tới cái chỗ đường này nha, tới chỗ đường này mình quẹo qua đây cái mình ngưng lại đi, xong bắt đầu tới trạm thu phí á, rồi trạm thu phí bắt đầu mình mới là nối tiếp. Không, các bạn thấy không, các bạn thấy là buổi tối rất là hiếm khi đi buổi tối, nên là quay buổi tối. Buổi tối đó xe rất là đông, xe đông nhưng mà không phải là kẹt xe nha. Khi buổi tối là chiều, mà chiều tới này là thấy màu đỏ chang chét, còn mà chiều đối diện lại là đèn nó sáng, nó bị chói á. Đó, bây giờ quẹo đây là tắt nghe, quẹo cái đường này rất là đẹp này, đường này là đường mới luôn. Đường mới mình quẹo đường này mình sẽ đỡ đi đường kia là nó hơi hay bị kẹt xe lắm, đường đó đường đông. Rồi ngưng lại đi, không quay đi rồi nghe. Bây giờ là mình đã vô quốc lộ 13 rồi. Quốc lộ 13 đây, hướng thẳng này là hướng thẳng về Mỹ Phước. Đó là buổi tối. Tối thì cái máy quay thì nó bị chá đèn, nhưng mà lâu lâu mình có dịp buổi tối nó quay thành đó. Đó, nó thui luôn á. Đi khoảng chừng mấy trăm mét nữa tới đây là cái cầm. Cái đường này là đi lên Tây Ninh, Đồng Ninh nhé, đi lên Đồng Ninh, Đồng Xoài đường này kia đó, hướng nhà bé đó, Long đó, Bình Long. Nên là đường này đường rất là rộng mà nó thoáng, nên là chạy xe đường này không có ngán, nó không có bị kẹt xe, không bị kẹt xe. 15.000 à. Đây là trạm thu phí mình mua vé lượt nên là mình qua cái vô đây. Trạm này là 15k. Tiếp tục quay rồi, quay rồi, thấy không? Nhưng mà qua trạm thu phí này á, tới cách mấy trăm mét đèn xanh đèn đỏ, mà quẹo bên phải là đi về hướng Dầu Tiếng. Về hướng Dầu Tiếng đường cũng rất là rộng mênh mông luôn nha, đường rộng mênh mông luôn á. Đó, đây nè, đó lên phía trên, nó lên đèn xanh đèn đỏ phía trên là đi Dầu Tiếng, còn mình là đi thẳng luôn đi quốc lộ 13, đi tuốt lên Mỹ Phước luôn. Từ đó chắc còn mười mấy cây số nữa. Đó, đèn xanh bắt đầu đi. Đó, buổi tối chứ buổi tối mà chịu đi là buổi tối đi rất là mát mẻ. Ban ngày buổi trưa 12 giờ trưa nó nắng lắm, mới là mùa này là nó nắng tới 42 độ lận. Bây giờ là đường Mỹ Phước qua cái chỗ này là bắt đầu nhắn xe rồi. Qua chỗ này là xe chạy rất là nhanh nha các bạn, chỗ này có thể chạy được 80 cây số.
đây ngã tư quay đây nè, đây là ngã tư Sở Sao. Ngã tư Sở Sao bên tay phải là hướng về Đồng Xoài với lại Buôn Mê Thuột là đi đó, đúng không? Giờ là thấy ngã tư Sở Sao á, ngã tư này cũng rất là lớn và cũng gặp là nhiều, rất là nhiều người biết đến Sở Sao các bạn. Đó, Sở Sao này là quốc lộ 13 đi thẳng luôn là tới Tây Ninh với là tới Lộc Ninh. À, các bạn nha, đây là mình đang đi trên một cái đoạn đường này mà hiện tại bây giờ là nói sao ta, rất là hot đấy, chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi là mình sẽ tới trung gọi là bởi vì đi này Đại Nam ta, khu du lịch Đại Nam, khu du lịch Đại Nam. Đó, quay bên tay trái này nè, đó sắp tới rồi nha, khi nào tới á mình sẽ quay cận cảnh cái cổng Đại Nam. Buổi tối này chắc chắn dữ lắm, Đại Nam thì thường thường là đã vắng rồi, lâu lắm mình cũng không vô mà vô thì vắng. Đó là tới khu tới cổng Đại Nam nha các bạn, chỉ còn 100 phút nữa rồi. Quay xa tới đi, xa tới đó thấy không nè, đó họ thấy không, cộng Đại Nam nha, cộng Đại Nam bên tay trái nha. Đại Nam là giờ là đang hot trên mạng nha các bạn, các bạn chỉ search trên Google là Dũng Lò Voi hoặc là Nguyễn Phương Hằng Đại Nam đó, đó các bạn thấy không. Quay nha, quay cho rõ cái này nha, cái này là bây giờ là đang là rất là hot đó nghe. Đó, không? À, Đại Nam Văn Hiến. Đại Nam Văn Hiến du lịch nhưng mà Văn Hiến du. Đó. Đó là qua khu vực Đại Nam rồi nha. Là các bạn biết là Đại Nam là mấy tháng nay là lần sừng giữa chị Nguyễn Phương Hằng với lại là ông Thần Y Võ Hoàng Yên. À, Võ Hoàng Yên. Đó là khu Đại Nam mà mới vừa chạy ngang đó là lình xình trên mạng á, là coi như rất là hot, từ rất là nóng luôn, cả thế giới luôn, từ Việt Kiều bên Mỹ cho đến người Việt Nam này kia đang hóng xem những cái diễn biến giữa chị Nguyễn Phương Hằng và anh Dũng Lò Voi. Và một bên là Nguyễn Phương Hằng, Dũng Lò Voi, một bên là Võ Hoàng Yên và một đội ngũ của Võ Hoàng Yên đang chuẩn bị những cái thế cờ để mà tung ra trong những cái tuần cuối này. Theo như thông tin đó là ngày 16 này là mình không nhớ mấy giờ, nhưng mà chị Nguyễn Phương Hằng đúng không, chị Nguyễn Phương Hằng sẽ có một cái live stream mà rất là coi như là giống như là một sự mà gây tò mò mà chuẩn bị mà cho tất cả mọi người, mà ngày 16 live stream mà hiện tại bây giờ ngày 13, 14 cho tới hôm nay là đã là người ta rất là nóng chờ theo cái thông tin này, nên là các bạn hãy search hỏi coi mấy giờ là sẽ có live stream và sẽ theo dõi cái live stream đó, rất là hấp dẫn nha các bạn. Rồi bây giờ là cái đoạn đường mà sắp tới công ty rồi, công ty của cái bà chủ này là lúc trước làm VC là vòng vòng Sài Gòn thôi, mà sau này cũng có nhiều đơn hàng đó. Rồi đây là một cái khu của Bình Dương mà rất là lớn, có đường rất là lớn, mà khu nó cũng có phân lô hết mà chưa có ai xây dựng nhiều á, thì bà chủ này lên đây là mua hai lô làm hai cái xưởng tương đối lớn, cái xưởng cũng gần 500 mét vuông á, về may mặc, may xuất khẩu. Thấy không? Đường này vô rồi, đi một đoạn nữa là sẽ tới nha. Tới nữa là mình sẽ ngưng lại rồi bận về mình sẽ quay một clip ngắn ngắn.
biết là cái đường là cửa thối, có cái đường này là đường rất là rộng nhưng mà cái cơ sở hạ tầng đó thì ok, nhưng mà đèn đường thì chưa không có cũng không vui luôn á, nhưng mà đi buổi tối rất là mát. Nhà quay công ty à. Đây là một xưởng nè, là đối dừa xéo xéo, một cái xưởng nữa. Đây quay cái xưởng đó. Đây là xưởng nè, xưởng may. Mày đó, xa xa đó là một cái xưởng như vậy nữa đó, như vậy là rất là thành công nha. Đó là mình ngưng lại đây chút, bây giờ mình sẽ quay một cái clip nữa nha các bạn. Xin chào tạm biệt.